Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố. Tại hội nghị các đại biểu đã được trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử và các báo cáo viên là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động tại các cơ quan của Quốc hội, hoạt động chuyên trách tại Hội đồng nhân dân trao đổi 4 chuyên đề với các nội dung: kỹ năng nghiên cứu phân tích báo cáo kinh tế xã hội, kỹ năng chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, tổ chức phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, kỹ năng tham vấn xây dựng chính sách của Hội đồng nhân dân và kỹ năng tiếp xúc trả lời báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây là những chuyên đề quan trọng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản theo lĩnh vực thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân và trang bị những kỹ năng hoạt động cần thiết cho đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Hội nghị bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 9.